Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhá. Lại là Richard đây. Tiếp tục buổi sáng thì mình sẽ làm cái video view thị trường cũng như là điểm tin tức cho mọi người định hướng tham khảo và chúng ta sẽ lên kế hoạch giao dịch trong ngày hôm nay nhé. Ở trên trang lịch kinh tế thì mọi người lưu ý cho Richard một điều rằng là có hai cái nguồn tin chính mà tác động lên các cái cặp tiền như là GBP hoặc là đồng Canada ngày hôm nay. Cho nên các bạn sẽ lưu ý đầu phiên Âu thì chúng ta có một cái bản tin mà liên quan đến đồng bảng Anh. Tiếp theo là sau cái tin liên quan đồng bảng Anh thì buổi tối phiên Mỹ chúng ta có một cái báo cáo về chỉ số CPI của đồng Canada. Đây là hai cái nguồn tin chính trong ngày nhé. Bây giờ thì quay trở sang cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật để xem hôm nay chúng ta sẽ giao dịch như thế nào. Đặc biệt là về mặt phân tích kỹ thuật thì mọi người lưu ý cho Richard một điều rằng là những cái sản phẩm chính mà Richard hỗ trợ cho mọi người á là tập trung chủ yếu là sản phẩm về vàng nhé. Thì mình sẽ view luôn cho mọi người cái biểu đồ về vàng này. Rồi, ok, đây là cái chiến lược vàng mà mình đã chia sẻ cho mọi người ngày hôm trước, đặc biệt là trong nhóm trading chuyên vàng và quỹ đúng không? Các bạn nhớ là cái vùng canh bán với vùng canh mua này, thấy nó đi nó quá chính xác rồi đúng không? Thứ nhất là vùng mua thì cái vùng bán của chúng ta hôm qua thì nó chỉ chạm lên được gì 2015.x thôi. Nhưng mà các cái chiến lược bán của chúng ta thì nó quá ngọt lành rồi đúng không ạ? TP hết rồi, vòng nào cũng ngon hết. Nhưng mà cái chiến lược mua duy nhất là hơi bị tiếc cái chiến lược mua cho mọi người, tức là mình để sâu hơn cái điểm 82, nếu mà đúng là để điểm 82 thì chúng ta ăn, nhưng mà sâu hơn là mình để 80 thì nó không có khớp cái lệnh này vì nó về được gì 31 đúng không, 1831.3 thôi là nó quay đầu rồi. Ngày hôm nay thì các bạn lưu ý cho Richard một điều rằng là vàng ấy thì chúng ta có đương nhiên là vẫn là cái chiến lược thì có cả mua cả bán, nó giống như cái video tuần mình làm đó, cho mọi người ấy. Nhưng mà ở đây thì một cái lực đẩy lên, đúng không? Chốt lời và đẩy lên xuất hiện tại một cái mô hình hai đáy, một vùng hỗ trợ. Cho nên là vàng thì có thể nó có một cái kịch bản quay trở lại cái vùng như là 2015 hoặc là gần nhất thì có thể là 2005 chẳng hạn, khu vực này. Đó. Đây là những cái vùng mà các bạn có thể quan sát để chúng ta có thể lướt sóng trong phiên Á và đầu phiên Âu thôi nhá. Chứ không phải là chúng ta giao dịch trong phiên Mỹ đâu, phiên Mỹ cấu trúc thị trường đi nó hoàn toàn khác. Cho nên là những vùng giá này là mọi người lưu ý này. Nó vượt được cái đỉnh như là vùng 95, 97 này thì có thể là nó sẽ tăng mạnh hơn. Ở đây thì lực tăng đang có vẻ là khá là mạnh đấy. Nhưng chưa phải là cái vùng để cho chúng ta mua. Bởi vì nếu mà phải mua, mua dưới này có thể ở đây nó sẽ có một cái nhịp như thế này. Rồi, rồi mới tăng tiếp. Nhé, để chúng ta, thì các bạn view thị trường ra và chúng ta sẽ có thể canh theo những cái cấu trúc như này để có thể lướt sóng. Tức là lướt phiên Á hoặc là sang phiên Âu thôi. Đây là những cái vùng giá trị rất là quan trọng nha. Của cái biểu đồ vàng, có thể là nó sẽ còn tăng mạnh hơn nữa chẳng hạn. Cho nên là mọi người sẽ lưu ý cái vùng giá này. Cái vùng này thì mọi người đừng có lao vào mà chúng ta đánh, không mua cũng không bán ở đây nhé. Mua thì trừ khi các bạn phải margin gain xuống tận vùng dưới này, giữ lệnh dài hơn thì họ có chia vốn nhỏ ra. Đây là những cái vùng quan trọng và mọi người sẽ lưu ý nhé. Đối với vàng chúng ta sẽ có các chiến lược cả mua cả bán thì mình sẽ cập nhật cho mọi người trên kênh. Đương nhiên là chiến lược vàng ngày hôm qua thì chúng ta có bán ăn đến 2-3 vòng quanh cái điểm 2008, 2010 đúng không ạ? Tiếp tục là cả những cái vùng như là bán đã 92 này. Đó, rồi là mua lại. Thì duy nhất là một cái chiến lược là phản ứng rất là nhanh ở đây thì chúng ta bị trượt thôi. Thì đấy là cái chiến lược vàng mà mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. Và đặc biệt là các cái video mà mình chia sẻ cho mọi người cái kế hoạch mà chúng ta giao dịch trong tuần này đối với những cái sản phẩm ấy. Thì mọi người thấy là có những cái sản phẩm nó đang đi rất là đẹp rồi. Bây giờ thì sang những cái sản phẩm khác đi. Ví dụ như là về chỉ số hoặc là về dầu. Dầu là cái biểu đồ mà mình đã chia sẻ cho mọi người một cái chiến lược tiếp theo, đó là chúng ta canh và gom mua trong trung hạn. Nhưng mà hôm nay thì Richard sẽ view cho mọi người một cái kịch bản như sau đối với dầu này. Sau cái nhịp breakout của tuần trước thì dầu nó đang diễn biến là sideways đi ngang và tích lũy lực. Cái tích lũy này thì bao giờ cũng có thể là tích lũy để tăng tiếp hoặc là nó lại điều chỉnh. Nhưng ở đây thì có thể nó điều chỉnh là cao hơn, hoặc là nó chờ đợi các cái chất xúc tác liên quan đến giá dầu hoặc là các cái cuộc họp của OPEC tiếp theo chẳng hạn. Nhưng cơ bản nhất là sau khi mà dầu nó break lên nhá, sau khi dầu nó tăng lên thì cái lực tăng thường lẽ ra là nó break qua khỏi vùng kháng cự thì nó phải tăng mạnh đúng không? Nhưng mà nó lại tăng yếu như thế này. Vậy thì có thể nó sẽ lại điều chỉnh đấy nhá, có thể lại. Vậy thì một cái lời khuyên cho mọi người ở đây là gì? Nếu như chúng ta đánh trong trung hạn thì hãy kiên nhẫn chờ đợi những cái vùng giá quan trọng để chúng ta gom mua lại. Hiểu không ạ? Trong trung hạn.
thì trong trung hạn thì các bạn cũng không cần phải vội vàng là gì, còn lướt sóng thì nó là trong ngày và trong phiên mới theo khung giờ rồi, cho nên nó cũng không quan trọng lắm về cái việc đấy. Nhưng cơ bản nhất là nếu các bạn đánh trong trung hạn thì hãy chờ đợi cái nhịp này, bởi vì sau khi nó break rồi thì mình nhận thấy ra là nó lực nó đang tích lũy và nó hơi bị yếu, lẽ ra là nó gọi là vượt rào rồi nó phải đi tiếp, nhưng mà vượt rào xong nó lại dừng lại như thế này thì các bạn thận trọng hơn với các chiến lược liên quan đến cái giá dầu nhé. Chờ đợi được những cái vùng giá quay trở lại vùng 75 thì bắt đầu chúng ta gom mua lại thì nó ngon lành hơn, hiểu không ạ? Cho nếu mà chúng ta mua ở cái vùng mà như là mình kỳ vọng là 81.5 hoặc 82 ấy, thì nó chỉ là đâu đó khoảng 20% vốn thôi, bởi vì tức là 15-20% volume á để chúng ta vào giao dịch thôi, chứ còn cái vùng này này là cái vùng mình không mặn mà cho lắm, đúng không ạ? Đối với giá dầu nhé, những cái biểu đồ như ví dụ như là với các cặp ngoại tệ hay là về BTC USD đi, các bạn thấy là với coin ấy, thì sau khi mình phân tích cho mọi người là cái nhịp coin nó có thể đẩy lên các cái vùng giá như là 31, 32 đúng không? Rồi nó có thể nó sẽ giảm trở lại. Rồi đây một cái vùng hỗ trợ. Cái vùng hỗ trợ này mà nó break thì chúng ta sẽ không giao dịch, trước kể là nó sau khi nó phá cái kênh này này. Phá kênh xong mà nó hồi nhẹ một nhịp và nó tạo ra những cái mẫu. Đây là kênh 4 khung H4 nhá. Mẫu nến pin 3 đảo chiều như thế này thì chúng ta thì không mua được nữa, hiểu không ạ? Phá kênh và nó tạo ra cấu trúc, đây là cấu trúc đảo chiều. Cho nên là đấy là cái nhưng mà khi mà chúng ta muốn đánh scalping ấy, thì các bạn có thể phân tích kỹ thuật thuần ra chúng ta giao dịch nó khá là ok trong cái nhịp sóng này. Đối với lại BTC thì mình đã chia sẻ cho mọi người là mình đã dừng trong cái giai đoạn này rồi, ít nhất là phải sang kết thúc tháng 4 đúng không? Còn nếu như bạn nào mà đánh xuống nhé, hoặc là đánh lên thì chẳng đỡ lên thì chúng ta phải chờ quay trở lại các cái vùng có thể là 28, còn đánh xuống thì đây chính là cái biên độ cho mọi người sell. Tức là cái biên độ này này là cho mọi người sell xuống nhé, canh sell, đấy là đối với các bạn nào mà muốn lướt sóng với BTC. Ngoài ra thì ETH hay là BNB USDT cũng thế này. Đây là những cái cấu trúc mà tạo đỉnh rồi có thể là phân phối để giảm một nhịp, kể cả nó có giảm điều chỉnh đi chăng nữa thì cái nhịp sóng này thì các bạn nhìn thấy được điểm SL rồi đúng không? Quay xuống nhé, trong con sóng coin này này nhìn thấy được vùng SL nó rất là ngắn rồi, các bạn có thể lướt sóng mà, nhưng lướt sóng chúng ta không quan tâm đến cái xu hướng của nó quá xa. Đấy là với ETH USDT. Ngoài ra thì với BNB USDT cũng thế này, sau khi mà các cái vùng mua giá trị nó đã thành công break tăng rất là mạnh rồi thì ở đây nó có những cái biên độ vùng kháng cự đẩy thì nó đã đẩy và xu hướng và đường kênh trend, các bạn này chịu khó mà phân tích ra phần kỹ thuật thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những vùng giá trị chúng ta giao dịch nó có thể quay trở lại các cái vùng như là hỗ trợ cũ nhé. Sóng này này nó có thể quay lại được như thế này, vì vậy thì đây là những cái vùng các bạn canh có thể bán xuống được, lướt sóng bán xuống được và SL sau cái đỉnh này cho mình. Đấy là những cái bởi vì là sao vùng SL chúng ta nó rất là ngắn và biên độ TP có thể nó rất là mạnh nữa, cho nên là các bạn có thể là lướt xuống. Đấy là với coin nhé, ba sản phẩm chính mà mình hay giao dịch. Cơ bản nhất thì giai đoạn này thì mình nghỉ với lại coin, bởi vì là cái con sóng này thì mình không mặn mà, cho nên là nếu như bạn nào mà muốn lướt sóng thì mình view và phân tích cho mọi người. Bây giờ thì quay trở sang các biểu đồ khác, ví dụ như là về ngoại tệ đi, GBP USD. Nhận ra con sóng rất sớm cho mọi người đối với lại GBP đó là gì? Nó đầy đỉnh nhưng mà đỉnh rất yếu, có thể nó quay trở lại giảm và quay trở về những cái vùng hỗ trợ quan trọng đúng không? Thì nó về hỗ trợ quan trọng thì nó đã về rồi. Và kỳ vọng xem nó có đi đúng theo cái kịch bản mà mình phân tích là nó sẽ hồi một nhịp hay không. Cái nhịp hồi này có thể nó sẽ không được mạnh. Nhưng mà đâu đó cái ngưỡng như là 1.255 thì là hoàn toàn nó có thể quay lên nhá, cái ngưỡng này này. Đó. Thì cái ngưỡng này là cái ngưỡng mà các bạn có thể là target đối với nếu như bạn nào mà mua tại vùng hỗ trợ này, thứ hai là có thể bán xuống nếu có setup đảo chiều xảy ra. Thì ở đây là cái vùng mua các bạn, SL nó rất là ngắn, vùng mua cái này thì mình chia sẻ trong video rồi, các bạn thấy là những cái vùng mà mình đã vẽ ra phân tích cho mọi người rồi, các bạn chỉ cần là view ra và chúng ta quản trị vốn như thế nào, phản ứng như thế nào đối với nó thôi. Tiếp theo đến những cái cặp như là EU cũng tương tự này, rồi trên ngưỡng gì ạ 1.090 và một cái vùng quan trọng ở đây nữa, thì đối với EURUSD thì các bạn kiên nhẫn chờ đợi những cái vùng giá này chúng ta mua là đẹp nhất. Hiện tại thì cái ngưỡng quanh mốc 1.088 đến 1.080 nó có thể là một cái vùng mua được nhưng mà nó không có đẹp lắm thôi nhá, thì các bạn có nên quan sát thêm đối với lại EURUSD. Còn những cái sản phẩm khác ví dụ như là về ngoại tệ thì có rất nhiều những cái cặp mà mình đã chia sẻ cho mọi người có triển vọng mà mình thấy nó đang đi rất tốt, toàn một vài trăm pip thôi, cho nên là các bạn nhớ follow và chúng ta bám sát các cái chiến lược mà mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. Đối với UZ hay là UK cũng thế nhé. UK thì có thể nó sẽ là những cái vùng đảo chiều. Đây, cái này thì mình đã phân tích cho mọi người là trong cái video dành riêng rồi đúng không? Cặp tiền UK triển vọng khá tốt cho tuần sau, có thể là mua trong trung hạn. Thì ít nhất là nó đã hôm qua này nó một ngày tăng tiếp rồi. Nhưng mà nhỉ, nó có thể là một cái vùng tạo đáy nhé. Nó có thể là tạo một cái vùng tạo đáy ở đây, cho nên là các bạn cứ kiên nhẫn chờ đi. Nó sẽ đi được như thế thì chúng ta sẽ chia vốn ra và chúng ta lập kế hoạch tiền giao dịch. Các bạn có thể chọn UK, UZ, các bạn có thể chọn GBP, CAD, có thể chọn vàng, có nhiều sản phẩm khác. Đấy không?
Đương nhiên là với trong đội nhóm của Richard hay là về quỹ hay là về trading chuyên vàng thì đều được support rất là kỹ rồi. Quan trọng nhất là phản ứng của các bạn như thế nào với thị trường và quyết định giao dịch cũng như là lập kế hoạch như thế nào thôi. Bây giờ một số các cái sản phẩm khác nữa về ngoại tệ nhé thì có rất là nhiều, ví dụ như cặp CAD GPY này, hôm qua thì mình cũng chia sẻ cho mọi người một chiến lược rồi, nó tăng rất là tốt đúng không? Điểm mua limit và sau khi mà chạm lệnh thì nó bật ngay lập tức. À, một lập tức. Tất nhiên là nó chưa có đạt được những cái con sóng mạnh bởi vì đây là một cái vùng kháng cự trên khung H4. Các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà cơ bản nhất đối với cặp gì thì là cái cặp triển vọng mà các bạn cứ điều chỉnh giảm người ta mua lên. Thì chiến lược này nó lãi được khoảng tầm 3-40 pip rồi, các bạn có thể chủ động đúng không? Bởi vì các cái chiến lược cũng như là follow theo thì mình đã ghim cho mọi người những cái nguyên tắc rồi, các bạn có thể là tùy theo khi mà các bạn đọc cái nguyên tắc để phản ứng với thị trường khi mà bắt đầu nó dương lên vài chục pip, cắt lệnh hay là close hay gì SLNG nhé. Cặp này thì điều chỉnh giảm các bạn mua tiếp. Rồi rất nhiều các sản phẩm về cặp tiền chéo nhé, các bạn có thể tương tác cùng với Richard trên kênh Tele hay là gì ạ? Với cái số cầm tay mà Richard đã chia sẻ lên trên đường kênh YouTube ấy thì các bạn là có thể follow hoặc là kết bạn để được vào các cái nhóm đặc biệt, support đặc biệt hơn nữa. Bây giờ thì video mình xin kết thúc ở đây. Kính chúc cả nhà có một ngày giao dịch hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.